Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, bất cứ vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ hay đàn ông đều báo hiệu phần nào vận mệnh, cuộc đời của họ. Từ xa xưa, các cổ nhân nghiên cứu và đúc rút ra, trên cơ thể cũng có những nốt ruồi may mắn và cũng có những nốt ruồi vô cùng xấu cần phải xóa bỏ. Chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ những vị trí nốt ruồi siêu may mắn trên cơ thể một người phụ nữ. Những người nào sở hữu nốt ruồi ở một trong những vị trí này thường mang số vượng phu ích tử, hậu vận giàu sang phú quý, chẳng ai sánh bằng. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Người ta thường cho rằng, đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Còn sách tướng viết rằng, nếu chọn vợ thì nên chọn người có tướng phụ nữ vượng phu. Đó cũng là tiêu chuẩn lý tưởng mà cánh mày râu thường đề cao khi cân nhắc chọn bạn trăm năm. Vậy tướng vượng phu là gì? Một phụ nữ như thế nào thì được xem là vượng phu ích tử? Vượng phu ích tử có thể hiểu nôm na là tướng người phụ nữ khi lấy làm vợ có thể giúp chồng thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn. Về đường con cái cũng dễ sinh thành quý tử, có trí thông minh hơn người và thành đạt về sau. Theo tiêu chuẩn xưa thì người phụ nữ vượng phu ích tử thường rất coi trọng tình cảm và tâm thái ôn hòa, luôn đem đến một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc cho người mình yêu. Họ luôn dành cả tấm lòng của mình khi yêu. Họ thường có con mắt nhìn đời rất chuẩn xác và luôn biết đồng cam cộng khổ, không tạo áp lực cho chồng con. Bên cạnh đó, họ luôn ở bên khích lệ, động viên chồng con vượt qua khó khăn và là trợ thủ đắc lực cho người chồng trong mọi lĩnh vực. Người phụ nữ có tướng vượng phu ích tử theo quan niệm này thường được rất trân quý và là mơ ước của đàn ông. Người phụ nữ như vậy sẽ mang đến tài lộc, phúc khí cho gia đình. Như vậy, theo quan niệm của nhân tướng học, chúng ta có thể hiểu nốt ruồi vượng phu ích tử là những nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ luôn mang vận thế tốt, dù là lập gia đình hay dù ở lĩnh vực nào cũng tốt đẹp, đặc biệt nhất là về sự nghiệp và tiền tài. Và theo quan niệm xưa thì người phụ nữ vượng phu ích tử là những người mang tới phúc khí tốt cho chồng con. Ích tử còn có nghĩa là sinh con trai tốt, làm rạng rỡ gia môn, biết lo tròn đạo hiếu và nối dõi tông đường. Đầu tiên là nốt ruồi trên đùi. Nếu trên đùi của người phụ nữ có nốt ruồi, báo hiệu đây chính là trụ cột trong gia đình. Người này tính tình hào phóng, sôi động, làm việc tập trung, giỏi giang, đã đề ra mục tiêu gì là phấn đấu cho bằng được, là chỗ dựa tốt cho cả gia đình về tình cảm và vật chất. Thêm nữa, quý cô này còn có thể giúp tài vận của chồng thêm vượng. Với tính cách kiên định, giỏi quản lý tài chính, họ sẽ tay hòm chìa khóa rất tốt cho mọi khoản thu chi lớn nhỏ. Với họ, kiếm tiền không hề khó khăn, dù tiền vận phải bôn ba để lập nghiệp, nhưng tới trung vận, hậu vận hưởng phúc lộc trời ban. Thứ hai, nốt ruồi trên lông mày trái. Trong nhân tướng học, nửa bên trái được gọi là nửa thanh long, nửa bên phải là nửa bạch hổ. Lông mày trái có nốt ruồi là vô cùng may mắn. Nốt ruồi càng mảnh, nhỏ và không có lông, càng nhãn nhụi thì càng quý phái, điểm may càng nhiều. Hơn nữa, những ai có nốt ruồi ẩn trong lông mày, nếu là phái nữ, bẩm sinh trời đã phú cho trí tuệ hơn người. Gặp được người con gái có đặc điểm này, nếu ưng ngoại hình và tính cách của cô ấy thì đừng chần chừ gì nữa mà không ngỏ lời rước nàng về dinh. Nốt ruồi ở bên dưới cằm trái. Cằm tượng trưng cho tài lộc, cũng là địa cách. Trong nhân tướng học, cằm là khu vực đại diện cho cung điền trạch, lộc về điền sản, đất đai. Cằm trái mà ở bên dưới, nếu có mọc nốt ruồi sẽ cho thấy chủ nhân là người sớm muộn cũng sẽ được sống trong vinh hoa, phú quý. Tài sản của cô ấy thì nhiều vô kể, nhà cửa đất đai, của cải ông cha để lại. Lấy được người phụ nữ như thế này làm vợ thì cánh đàn ông chẳng khác nào chuột sa vào chĩnh gạo.
Nốt ruồi ở tai bên trái. Trong thuật xem tướng cổ xưa, người ta hay nói nốt ruồi càng kín, càng mọc ở chỗ khó nhìn thì chủ nhân càng giàu có. Vị trí nốt ruồi trên tai, nhất là trên tai trái, đối với phụ nữ, cho thấy chủ nhân vừa duyên dáng lại vừa hiếu thảo. Đây là vị trí nốt ruồi tài lộc, vượng phu. Ai lấy được người phụ nữ có đặc điểm này về làm vợ, sự nghiệp quan lộ và kinh doanh sẽ thăng hoa tới tấp, tiền vào như nước sông Đà. Nốt ruồi trên cánh mũi và sống mũi. Mũi là vị trí tích tài, tích lộc, tích của trăm năm. Cô gái nào có nốt ruồi mọc trên mũi là sự nghiệp, kinh tế càng vững chắc. Cả đời sẽ không phải sống trong cảnh thiếu thốn, lúc nào cũng đầy đủ lụa là, cầm vóc. Kết hôn với người vợ này, cánh mày râu sẽ có một hậu phương vững chắc, chẳng bao giờ lo thiếu thốn, thiếu nguồn đầu tư. Người phụ nữ có nốt ruồi mọc trên cánh mũi không đem lại vận rủi như đàn ông có nốt ruồi này. Họ đa phần đều có tính cách khoáng đạt, vui vẻ, luôn sống lạc quan, tích cực, không bao giờ đầu hàng khó khăn và luôn nghĩ cho người khác. Đây là tuyết phụ nữ điển hình mà nhiều người đàn ông theo đuổi. Lấy được người vợ sở hữu nốt ruồi trên mũi, gia đình luôn ấm êm, thuận hòa. Nhờ có người vợ quán xuyến, đảm đang, lại giỏi giao tiếp, dịu dàng như vậy nên người chồng rất yên tâm công tác, làm việc. Khi khó khăn, người vợ luôn có chỗ dựa vững chắc và thậm chí là quân sư thông thái, đưa ra những gợi ý kịp thời giúp họ thoát hiểm thành công. Nốt ruồi ở khóe miệng. Đây là đặc điểm của người phụ nữ, sinh ra đã có lộc trời cho, tiền của dồi dào, con cái mạnh giỏi, vươn trưởng, thành công. Trước khi lập gia đình, họ rất có duyên làm ăn. Sau khi yên bề gia thất, họ sẵn sàng lui về hậu phương, chuyên tâm chăm lo gia đình. Lộc lá của họ sẽ được chuyển giao hết sang cho chồng, nên tài vận, kinh tế trong gia đình chẳng bao giờ thiếu thốn, lúc nào cũng viên mãn tràn đầy. Nốt ruồi son ở giữa rốn. Nốt ruồi son ở bụng được coi là điềm lành, vô cùng may mắn. Ai có nốt ruồi son ở giữa rốn lại càng sung sướng, vinh hoa bội phần. Khác với những cô gái có 5 nốt ruồi nói trên, lập gia đình xong, vận may của họ mới được khai mở và nhân đôi cho người bạn đời. Trước khi cưới, có thể họ sẽ phải chịu khổ cứng một chút, vất vả hơn người. Anh chàng nào may mắn lấy được người vợ có nốt ruồi này, đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn sẽ được thăng chức, tăng lương, kinh tế dồi dào dư giả. Cuộc sống của họ lúc nào cũng hạnh phúc, ấm êm, vô ưu, vô lo. Mới. Như vậy mới nói, kết hôn là trang mới của cuộc đời của những cô gái có nốt ruồi son giữa rốn. Nốt ruồi son ở trên trán. Nốt ruồi ở trên trán nhìn giáp danh với vùng tóc mọc nhiều là nốt ruồi tốt duyên, tốt vận của phái nữ. Người nào có nốt ruồi này đa phần đều là những cô gái dịu dàng, hiền lành, biết giao tiếp, cư xử hòa nhã, khéo léo, lại đảm đang, quan xuyến cửa nhà. Một khi đã đi lấy chồng, cô ấy sẽ chiều chuộng người bạn đời hết mực. Mọi may mắn sẽ đến với hai vợ chồng với tần suất ngày càng nhiều và càng tới tấp. Nốt ruồi trên má. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên má thường là người mang số vượng phu, ích tử, khí chất, cao sang. Thời còn trẻ, họ được nhiều đàn ông theo đuổi. Trong sự nghiệp, họ được quý nhân phù trợ nên thường gặt hái được nhiều thành công. Những người phụ nữ này sau khi lập gia đình sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp chồng thăng hoa trong sự nghiệp. Không những thế, họ biết đối nhân xử thế, giỏi đối nội, đối ngoại nên gia đình bình an, hưng vượng. Nốt ruồi ở dưới cánh tay. Đây là nốt ruồi khá hiếm nhưng nó mạnh về phúc khí và vượng về tài lộc. Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này thường là người hiền lành, đoan chính, bao dung và nhân hậu. Thời còn son trẻ, họ được nhiều đàn ông để ý. Người xưa cho rằng phụ nữ sở hữu nốt ruồi dưới cánh tay có nhân duyên tốt đẹp. Họ thường cưới được chồng thành đạt, có trách nhiệm với gia đình, lại yêu vợ, thương con. Còn với đàn ông, nếu lấy được người phụ nữ có nốt ruồi này làm vợ thì sự nghiệp ngày càng đi lên. Nốt ruồi ở lưng. Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi ở lưng thì cả đời có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn. Đa phần họ được thừa kế nhiều tài sản của cha mẹ, tổ tiên. Sau khi kết hôn, họ có cuộc sống viên mãn, vợ chồng bỏ ba nhau làm ăn. Gia đình có của ăn, của để. Nốt ruồi ở lưng được ví như người chống lưng, tức là khi gặp khó khăn hay bế tắc trong sự nghiệp, bạn sẽ luôn được quý nhân giúp đỡ, vượt qua một cách suôn sẻ. Đặc biệt, nếu nốt ruồi nằm ở giữa lưng, sáng bóng thì càng tốt. Người sở hữu nốt ruồi này thường được quý nhân dẫn đường, chỉ lối, thành công trong sự nghiệp.
Nốt ruồi ở ngón tay. Nốt ruồi ở ngón tay cũng là dấu hiệu một người nào đó được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở ngón tay cái, quý nhân của họ thường là bố mẹ hoặc người lớn trong nhà hay cấp trên, hoặc bố mẹ rất có quyền thế. Nếu nốt ruồi ở ngón trỏ có nghĩa là quý nhân là anh chị em trong nhà. Nốt ruồi ở ngón áp út có nghĩa là quý nhân là vợ chồng, còn ngón út đại diện cho con cái. Những thông tin về nốt ruồi may mắn như trên chỉ là những phán đoán theo tử vi tướng số và quan niệm dân gian. Vì vậy, nếu không phải là người sở hữu những nốt ruồi ở những vị trí này thì bạn cũng không cần quá lo lắng. Thay vào đó, hãy tập trung cho công việc, chăm chỉ phấn đấu thì mọi thứ cũng sẽ được như ý như mong muốn. Sự thành bại ở mỗi người còn tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực cố gắng, chứ không hẳn chỉ trông chờ vào may mắn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được thêm nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.